À, đây là cái nút gọi là nút bạc của YouTube, mà các bạn làm YouTube á, cái mốc đầu tiên á là cái nút bạc này, ai cũng vậy hết các bạn. Đó. Thì cái tên nè, rồi phải xanh gì nè, gốc chăn nuôi tên của mình ha. À, bạn đã đạt được 100.000 subscribe, có nghĩa là 100.000 người đăng ký. Mình xin chào các bạn. Sau khoảng một thời gian khá lâu mình không có ra video, có một số công việc riêng, thì trong cái thời gian đó thì mình chạy vẫn hoạt động bình thường, vẫn giao hàng rồi vẫn chăn nuôi bình thường các bạn. Có cái là mình không có thời gian để mình quay video cho các bạn, tại vì gấp rút làm những cái AV này. Các bạn thấy là làm những cái AV với lại làm mình đang cái này là cái máy đánh cá, xin lỗi, đây là cameraman. Đây là cái máy đánh cá mà mình làm, mình trong cái quá trình chăn nuôi của mình đó, mình làm cá để cho tròn ăn, thấy cực quá thì mới suy nghĩ ra cái là mình làm cái máy đánh dạy cá để cho nó rút ngắn cái thời gian làm cũng như công sức của mình hơn. Tại mình làm cái số nhiều mà, nếu mà làm một ngày một buổi mấy chục ký thì cũng mất cả nửa ngày này, thì cái này thì nó rút gọn cái thời gian lại. Thì có chia sẻ lên kênh YouTube của mình đó, có một số anh em thấy phù hợp với mình, phù hợp với công việc của mình, thì anh em mới đặt mình làm. Mình làm giống như là làm chia sẻ thôi, chứ không phải là làm cái
cái mục đích là thương mại các bạn nha. Anh em nào cần thì mình làm, mình chia sẻ thôi. Những cái mà đơn giản và nó hiệu quả thì mình chia sẻ lại cho anh em. Thì chuẩn bị giao cho anh em cái máy đánh cá này. Đó, đơn giản các bạn nhìn giấy đơn giản thôi. Đánh vảy cá thôi chứ không phải máy làm cá nha. Làm cá nó khác, làm cá là làm sạch ruột gan gì hết á. Còn cái này là đánh vảy cá cho nó sạch thôi. Đơn giản, nhanh, gọn, lẹ mà hiệu quả, đó là tiêu chí ở bên trại mình. Tất cả mình làm những cái gì ở bên trại thì mình cũng phải suy nghĩ tới cái vấn đề là tiết kiệm, đơn giản, nhanh, gọn, lẹ mà mang lại hiệu quả nha. Đó, thì đây là những hình ảnh mà mấy anh em hoạt động bình thường ở bên trại nè. Đây là Tony Tèo Super Ship nha các bạn. Đó, ngày nào cũng ship hàng như vậy đó các bạn ha. Thì còn một số anh em nữa để mình đi đẩy cái xe này đi giao hàng cho khách, xong rồi về mình chia sẻ thêm những hình ảnh bên trại. Nên thời gian cũng dài rồi không có ra video chia sẻ cho các bạn. Đi Nguyễn ơi, đẩy cái này đi Nguyễn ơi. Hả? Thì mình lên xe rồi mình chia sẻ cho các bạn tiếp. Rồi phụ nó lên xe giùm mình. Phụ nó lên xe giùm mình. Để cái đầu nhẹ lên trước. Rồi. Coi cái đó nó nhẹ nhẹ tay thôi nha. Rồi. Rồi ok, gọi hai người về đi. Đó, rồi chạy không? Cái này nó chạy không? Em gàn lại không? Cái này để em buộc lại. Ừ. Buộc lại gàn đây. Rồi chạy ra cái số điện thoại nãy nha. Gặp Tèo đi, giao cho nó. Để anh điện cho thức rồi chạy về đi chở đồ nữa ha. Rồi vậy nha. Chuẩn bị xong những cái công việc ở bên trại á, giao hàng rồi trả những đơn hàng. Và bữa nay xích lại đây cameraman. Các bạn làm YouTube thì các bạn thấy này, các bạn nhìn thấy quen ha. Bụi lắm nè, bụi. Kênh YouTube đạt nút bạc cách đây khoảng 3 tháng các bạn, đạt YouTube bạc á. Nhưng mà do cái này nó vận chuyển về á, từ nước ngoài về Việt Nam, Việt Nam rồi về tới tỉnh, tỉnh rồi về tới huyện, huyện về tới xã, về tới ấp rồi mới đến tay mình, thành ra nó qua nhiều cái giai đoạn như vậy, nó hơi lâu. Rồi do mình bận cái công việc cả tháng rồi nên không có review, không có đập hộp cho các bạn coi. Tới bây giờ nó còn nguyên tem luôn nè, tới giờ chưa có xem nó, các bạn, bụi nó đóng luôn nè. Thì bữa nay được rảnh thì đập hộp rút bạc cho các bạn coi. Thật sự khi mà mình làm YouTube các bạn mình không nghĩ là mình làm để nhận được nút bạc hay là để nhận tiền YouTube gì đâu. Chỉ là mình chỉ chia sẻ những cái con vật nuôi giống như là những cái công việc ở bên trại mình cho các bạn, cho bà con. Thì cũng may mắn là nhờ các bạn và bà con ủng hộ. Thì mỗi một lượt đăng ký là mỗi một trái tim của các bạn kết nối với trại của mình. Giống như là 100.000 người đăng ký thì được cái nút bạc, được YouTube bạc các bạn. Thì một cái mốc YouTube nên gửi về cái kỷ niệm chương cho mình. Bây giờ không có nói gì thêm nữa, bây giờ là đập hộp luôn. Đập hộp cho các bạn coi nút bạc có cái gì nha. Mình cũng là lần đầu tiên mình nhận thôi. Nhận đầu tiên nhận nút bạc thôi. Nghe nói nút bạc nó có vàng hay là có gì trong đây nè. Kêu Super Ship ra đây cho nó coi. Ê Tèo ơi, Tèo ra đây coi cái này có vàng nè, ra đây chia của cho. Ra đây nè, ra cho. Không biết cái này là cái gì không. Đó, quay Super Ship này. Đó, đây nè, qua đây ngồi chút tí xíu đi, mình chia sẻ từng thành viên ở bên trại cho các bạn coi ha. Đó, sáng Super Ship mình nó đi giao đồ. Nghe nói cái này có vàng trong đây nè ông Tèo. Biết cái này là cái gì không? Không biết cái này là cái gì không? YouTube bạc á. Đâu, gỡ nút ra. Còn cái này nè. Lần đầu tiên đập hộp nó cũng lòng cộng ha. Cái này là cái gì đây, cái thư cái gì đó. Bây giờ đọc cái này trước đi. Gỡ cái này ra trước đi. Dính keo cứng quá. Hàng của Mỹ có khác mà. Đây, để mình coi mình đọc cái gì đây. Cái đề đây nè. Tờ khai hàng hóa hải quan gì đây. Mấy cái thông tin này chắc mình cũng hạn chế bớt, tại vì YouTube cũng không thích đưa cái thông tin cá nhân của người khác lên các bạn nha. Nói chung là những cái này bên hải quan ha.
những cái này là những cái giấy tờ nhập hải quan đó. Còn cái trong đây là cái kỷ niệm chương của mình nè. Video này chắc hơi dài các bạn, rồi xong rồi mình giới thiệu từng người rồi những cái con vật nuôi của mình phát triển trong những năm qua, chia sẻ với các bạn nha. Đã lâu rồi không có đăng YouTube rồi, đăng cho các bạn coi lại, chạy vẫn hoạt động. Tí xíu nha, lần đầu tiên đập hộp keo của Mỹ nó có khác các bạn, dính quá dính. Có bị chói nắng không cameraman? Có bị chói nắng không? Chói nắng. Đó. Rồi. Đã chuẩn bị. Chui ra. Đây. Đó. Nghe nói cái này nút vàng, hình như nó mới có vàng hay sao đó. Đó. Có cái shop này thấy không? Đây. Có cái thư chúc mừng. Chúc mừng bạn đã chạm mốc lượt đăng ký. Chúng tôi vinh dự khi cùng bạn chia sẻ thành tích của bạn và muốn biến trải nghiệm của bạn trở thành thật đặc biệt. Phần thưởng này được kiểm tra đóng hộp tận tình bởi Git. Nếu phần thưởng của bạn bị hư hại trong quá trình vận chuyển hoặc bạn có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi. YouTube địa chỉ này, cái thư đây này, xích qua đây, qua đây Nguyễn. Đây, cái này cái thư của YouTube gửi cho mình. Bạn có nhớ đầu tiên đăng ký theo dõi kênh của mình không? Người thứ 100 hay là người thứ 1000? Chắc cái này chắc mình xin phép là mình không nhớ nổi. Tại vì cái khoảng thời gian mình làm YouTube á các bạn là cách đây cũng 7-8 năm rồi. Thành ra mình không nhớ cái người thứ 100 là người nào, với lại người thứ 100.000 là mình cũng không nhớ nữa. Xin lỗi các bạn vấn đề này ha. Chắc bạn vẫn còn nhớ, và chúng tôi biết chắc bạn sẽ là người thứ 100.000 đăng ký theo dõi kênh của mình. Có lẽ người hâm mộ thấy bạn trong tìm kiếm trên YouTube, biết về bạn qua lời một người bạn, hay phát hiện ra bạn trong một video nào được đề xuất. Thôi nói chung là nó cũng tùm lum lắm. nó cũng dài quá, thôi đỡ mất thời gian đi. Bữa nào các bạn mà muốn đọc thì lại đây tôi cho nó đọc xong, tôi đập hộp xong rồi tôi cắt vào vô nữa ha. Bây giờ đây, cái phần quan trọng đây, đứng lên cameraman đó, đây cái phần quan trọng đây, cái phần này có biết là đây. Bây giờ thấy rõ không, thấy rõ không đó, đó. Khui hộp cái luôn, khui hộp cái luôn, khui bọc cái luôn. Mới tên gửi về gần 2 tháng rồi các bạn, thì bây giờ mới có dịp đập hộp ra coi. Đây xích lại này, gần thấy không đó, đây sáng chói không. À, đây là cái nút gọi là nút bạc của YouTube. Mà các bạn làm YouTube á, người cái mốc đầu tiên á là cái nút bạc này, ai cũng vậy hết các bạn. Đó không? Thì cái tên nè, rồi cái xanh gì nè, gốc chăn nuôi, tên của mình ha. Bạn đã đạt được 100.000 subscribe, có nghĩa là 100.000 người đăng ký. Cái này của YouTube, của YouTube gửi về cho mình. Thì đây là một cái kỷ niệm chương, gọi là cái kỷ niệm chương thôi, không có giá trị bằng tiền. Đó, nó thể hiện cái số lượt người đăng ký theo dõi kênh của mình, cũng như là thể hiện cái uy tín của cái người sáng tạo, cũng như là cái kênh YouTube của mình đó. Để được 100.000 người đăng ký như vậy thì phải trải qua rất là nhiều năm. Nếu mà mình làm về giải trí hay là về những cái lĩnh vực ẩm thực khác thì nhanh, còn mình làm về chăn nuôi các bạn thấy là cái lượt đăng ký nó cũng thấp lắm. Là muốn đạt được 100.000 người đăng ký như thế này cũng lâu, thời gian cũng lâu, cũng 7-8 năm trong quá trình chăn nuôi của mình. Mình vừa làm vừa chia sẻ kỹ thuật, rồi nói chung là kết nối với bà con cả nước mình, có những bà con ở nước ngoài luôn. Thì biết mình qua cái kênh YouTube này, thì bà con đăng ký thì mỗi 100.000 người đăng ký, có nghĩa là 100.000 trái tim đang theo dõi mình, cũng như là đang biết tới mình. Đó, mình cũng xin cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã đồng hành cùng cái kênh YouTube của mình trong những năm qua. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây, thì giờ cũng không biết làm cái gì luôn các bạn, treo vô đâu không biết luôn các bạn nha, treo vô chạy chim hay là gì, hay là đóng gói lại các bạn nha. Nè, thì qua cái phần đập hộp về cái nút bạc của YouTube gửi về cho mình, thì các bạn biết là trong cái quá trình chăn nuôi thì mình
một mình thì không thể nào mà giống như là mình điều hành, giống như là mình làm hết tất cả mọi việc ở trong trại. À, bữa nay có nhiều người thì mình giới thiệu cho các bạn, nhiều người bữa nay đồng hành cùng mình là có Tèo. À, nhìn chào khán giả rồi ơi, hai rồi ơi. Ngại gì? Đây, các bạn thấy những trên những cái video ở trên YouTube của mình thường xuất hiện anh Tèo ở trong cái thường là những cái chuyến hàng đi gửi đó, đồng hành cùng mình mỗi ngày. À, trong những năm qua thì đây là gọi là super ship đó các bạn. Chạy xe tốc độ luôn đó, chạy gượt theo xe khách luôn các bạn. Các bạn biết là mình gửi hàng cho các bạn chủ yếu là gửi bằng xe khách là nó nhanh nhất thôi. Thấy không? Xe khách là nhanh nhất. Ngoài ra những bạn ngoài Bắc thì có thể mình gửi bằng đường hàng không thì nó nhanh hơn nữa, chứ không thể nào mà gửi qua shipper hoặc là qua những cái dịch vụ chuyển phát giống như hàng khô gáo. Thì các bạn biết là những cái hàng mặt hàng mình kinh doanh, những mặt hàng ở trong trại của mình là hàng tươi sống, con vật nuôi, gửi giống hoặc là gửi những cái con vật nuôi cho các bạn là gửi tất cả đều xe khách, xe tải, rồi gửi một cách nhanh nhất, đi một mạch để cho con giống nó đảm bảo sức khỏe của nó cũng như thời gian nhanh nhất đến tay các bạn, thì chỉ có xe khách hoặc là xe tải nó nhanh nhất thôi, chứ không thể nào mà gửi qua những cái dịch vụ giống như là chuyển phát nhanh hoặc là giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm gì không gửi được cái đó. Nhưng bà con hiểu nhiều thêm về cái con vật nuôi của mình, hàng mình không phải là hàng khô gáo, vì thế mỗi buổi sáng là mình phải xuất hàng cho các bạn, phải đón xe rồi gửi hàng cho các bạn, thì cái công việc mà ship hàng đi đó là có super Tèo, super Tèo là lo cái chuyện đó cho mình buổi sáng các bạn nha. Ảnh mới đi giao đồ về đó, chuẩn bị cái đơn buổi trưa thì mình đang đập hộp cái nút bạc này, thì ảnh về tới thì sẵn mình chia sẻ luôn, có nhiều người thì chia sẻ nhiều người đó, còn cái thằng cameraman nó đang quay cho mình để mình quay ngược lại nó để mình chia sẻ với nó. Mọi những cái thành viên ở trong trại của mình trong những năm qua thì bây giờ cắt nút bạc này vô đi chứ không biết làm gì đâu, quay cho có vậy thôi. Nhiều khi mình làm YouTube mình thấy cái nút mình mong được cái nút bạc rồi nhận về cũng không biết làm gì, hai tháng nay giờ mới đập hộp, giờ mới khui ra coi, thật sự là cũng bình thường thôi các bạn nha. Nó là một cái kỷ niệm chương thôi chứ không có quy đổi thành tiền, không có vàng, không có gì đâu các bạn nha. Đó, thể hiện cái uy tín của cái kênh của mình thôi chứ không có gì hết á. Đó, thì cái kênh mình càng nhiều người đăng ký thì cái uy tín mình nó càng nhiều thôi, thì được các bạn ủng hộ càng nhiều vậy thôi. Đóng gói lại cắt lên. Giờ không biết treo ở đâu thôi các bạn, nghĩ mình treo ở đâu bây giờ, cho mình một cái suy nghĩ đi, treo ở chạy chích hay chạy trồn hay là chạy la le hay là những cái chỗ khác. Mình đóng lại đây để đây ha. Rồi đó, bây giờ mình sẽ đi giới thiệu giống như là nhắc lại những cái con vật nuôi ở bên trại mình và những cái thành viên ở bên trại. Đó, Tèo đợi tí xíu đi, tôi quay YouTube xong rồi xuất hàng tiếp, vô võng nằm đi. Đó, anh lên hình nhiêu cho anh lên hình nhiêu được rồi ha. Rồi quay qua đây vô cho chích đi. Đó. Đó. À, thì nãy giờ cameraman nó quay mình, bây giờ mình quay lại cho nó coi đâu. Đó, đây là nắng chói quá. Đây là cái công sức mấy anh em gọi là phấn đấu không ngừng nghỉ, kể cả ngày thứ bảy chủ nhật, kể cả ngày lễ và ngày Tết luôn các bạn nha, không được ngừng nghỉ. Thì đây là cái công mà giống như là cái phần thưởng tinh thần dành cho mấy anh em đó. Đây là giới thiệu cho các bạn, đây là Nguyễn là một thành viên ở trong trại. Đi xích vô đây đi, nắng hơi chói chói quá ha, nắng như phụ mình làm những cái công việc ở bên trại, thì coi thử ai mong muốn cái nút bạc nó về, coi thử rồi sao sờ mó thử nó như thế nào. Nắng hơi chói nắng rồi, sáng quá ha. Sáng không? Sôi được không? Sôi được không? Giờ thấy mặt luôn á. Giờ thấy luôn hả? Đó, bây giờ cái này treo ở đâu? Treo chạy chích được không? Treo chạy chích là chạy nào? Chạy chồn. Đó. Thì những công việc ở bên trại hàng ngày giống như là dọn dẹp, vệ sinh, rồi chăn nuôi, rồi chăm sóc những cái con vật ở bên trại, thì có Nguyễn và thêm một thành viên nữa các bạn. Đây. Đây là Mông Thường. Thường. À, chào bà con này. Thì thường á là anh đi có nghĩa là đi những năm đầu mình khởi nghiệp các bạn, những năm đầu là mình nuôi chích á, đã có mặt Thường rồi, cách đây khoảng 5 năm 6 năm gì đó. Mình kể là năm thứ 2 mình khởi nghiệp, thì năm đầu mình khởi nghiệp tới năm thứ 2 thì cái số lượng bầy đàn nó lên đông hơn.
đó. Thì thấy có anh Thường vô phụ với mình thì những cái công việc bây giờ hầu như là anh Thường anh Thường nắm được những cái kỹ thuật chăn nuôi ở bên trại, giống như là nuôi la le, nuôi chích bồ, nuôi trồng hương, nói chung là tất cả những công việc bên trại hết đó. Các bạn còn nhớ cái dãy chích này không? Cái dãy chích đầu tiên của mình nè, cái dãy mà Thường nó đang nó đang vệ sinh nè, thì có những cặp chích đầu tiên của mình ở bên đây. Đó, những cặp chích đầu tiên, những cái chuồng đầu tiên là mình lót bằng gạch tàu đó. Lúc đó nuôi chích mình lót bằng gạch tàu, nhưng mà cái chuồng nó rộng lắm, cái chuồng nó tới 2x2 rồi. Sau này mình ngăn ra để tiết kiệm cái diện tích hơn đó. Ngăn ra thì nó còn 1m x2 thì được thêm cặp nữa đó. Thì những năm đầu mình nghĩ mình nuôi rộng cho nó thoải mái nó đẻ, nhưng mà chích là khoảng 1m x2 là nó đẻ được rồi các bạn. Mỗi chuồng như lan cặp. Đây là những cái chuồng đầu tiên của mình đó. Thì kế đó là tiếp theo cái chuồng thứ hai, thứ ba, rồi dài dài tới hình thành một dãy đầu tiên, hình thành một dãy chích đầu tiên nè, cái trại đầu tiên của mình. Qua năm sau nữa thì mình phát triển thêm một cái trại bên đây nữa các bạn. Qua năm sau thì mình phát triển thêm một cái trại đối diện với nó nữa. Số lượng chích cũng tương đương với cái trại bên đây, là hai trại đối diện với nhau, là hai trại đầu tiên của mình đó. Thì sau những năm khởi nghiệp đó, bắt đầu sau khoảng gần 8 năm khởi nghiệp chăn nuôi thì mình đã phát triển được một số hình ảnh như thế này đó. Mình đi tới đâu mình quay cho các bạn tới đó. Lẽ ra là mình quay cái con la le đầu tiên, tại vì cái con la le là cái con mà mình khởi nghiệp đầu tiên theo thứ tự như vậy, nhưng mà mình bắt đầu từ ở ngoài chạy vô thì mình quay chích trước đi. Chích là cái con thứ hai đó, mình sau đó mình sẽ nách lại cho các bà con cái con nào trước cái con nào sau. Thì đây là cái chạy thứ nhất ha, còn gạch tàu gạch men nè. Ở đây là còn cái chuồng, cái diện tích cũ nè các bạn, đây còn chuồng nè, 2m nè, 2x2 nè. Thì mỗi buổi sáng như vậy là anh em dọn dẹp vệ sinh. Chích cổ thì các bạn thấy là nó ăn lục bình rồi nó cắn, nó tha, nó vô nước này kia, mình phải dọn dẹp vệ sinh thay nước, rồi đổ thức ăn vô, bỏ lục bình mới. Đó là những cái công việc hàng ngày của những anh em. Thì các bạn biết là thí dụ như một mình thì mình có thể nuôi được một cái dãy chích bên đây, là mình chăm sóc được cái dãy chích bên đây, còn không thể nào mà chăm sóc hết cái đàn chích của mình được. Vì thế mình phải kêu gọi anh em hợp tác với mình ha. Hợp tác chăn nuôi với mình thì để chạy duy trì và phát triển ha. Không thiếu những nguồn nhân lực giống như những anh em như trong trại mình như thế này, để mình đi quay một vòng cho các bạn coi thêm những cái hình ảnh sau một thời gian chăn nuôi. Thì gần đây mình ít có ra video thì mình chuẩn bị làm những cái AV ở phía trước nè các bạn. Xây dựng những cái AV ở phía trước, cái khuôn viên ở phía trước nè, trồng cây, trồng cỏ, rồi làm những cái AV nhỏ, những cái AV lớn để nuôi chim cảnh, chim kiển. Đó, cũng mục đích là cũng chăn nuôi thôi. Những cái hình ảnh này chắc có thể mình chia sẻ cho các bạn sâu hơn ở những video sau. Bữa nay là mình đi thoáng qua cho các bạn coi mình đã đạt được những gì sau gần 7-8 năm chăn nuôi. Đó, đây là cái chạy chích thứ ba, cái chạy thứ ba ở trong nhà. Đó, chạy này cũng đã hoạt động cũng đã được gần 2 năm rồi, sinh sản cũng rất là nhiều rồi. Đó các bạn thấy không, ở trong bội này thì những con cặp chích tơ, những cặp chích mình đã ghép nè, những cặp chích mình đã ghép cặp rồi đó ha. Chích cồ thì bên mình lúc nào cũng có các bạn, chích cồ thì lúc nào cũng có, ít nhiều gì cũng có, tại vì trại mình nuôi sinh sản mà. Lúc vô mùa thì nó có nhiều, còn lúc cuối mùa thì nó có ít, lúc nào cũng có hết, chích con lúc nào cũng có hết các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Rồi để mình đi quay những cái hình ảnh khác cho các bạn coi. Đây là trại chồn. Trại chồn làm ở trên mặt đè. Thì ngày trước mình nuôi ở trong trong cái trại kia, cái số lượng nhiều mình đi ra ngoài, mình cho nó ra ngoài
ngoài đìa để mình nuôi cho nó ăn đi Nguyễn, cho nó ăn đi đó. Nguyễn phụ mình làm những công việc ở bên trại như này, chăm sóc những cái con vật cho chồng ăn, những chim cảnh, chim kiển, nói chung là tất cả những cái con mình nuôi ở trong trại đó. Hai ba anh em hợp tác với nhau, còn một người nữa mà ngại lên hình nên mình không có quay. Sáng bữa sáng cho ăn nhẹ, cho nhẹ một cái chuối không. Nguyễn là giới thiệu cho các bạn thêm là Nguyễn là bộ đội nha các bạn, bộ đội xuất ngũ nha. Những năm đầu thì Nguyễn chăn nuôi với mình, rồi xong rồi tới tuổi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì đi bộ đội 2 năm xong quay lại nuôi chim. Đi bộ đội xong rồi về nuôi chim chăn nuôi tiếp các bạn nha. Rồi quay một cái hình ảnh lòng vòng cho các bạn coi về những cái trại của mình thôi, còn chi tiết sau hơn nữa mình quay những cái video sau đó. Đây là cái trại trộn ha. Thì cái con đầu tiên á, khởi nghiệp của mình á, đó là con le le nè các bạn coi nè, le le. Bây giờ hết mùa đẻ rồi, tụ tập đi vô đây hết rồi. Còn cái này lứa này là lứa tơ tơ lên đập mái gần đẻ đó các bạn, mấy lứa hậu bị đó. Thì bây giờ các bạn biết là tháng 8, tháng 9 âm lịch mình là cuối mùa le le rồi, le le nó thai lông rồi, là báo hiệu đến cuối mùa rồi, hết mùa chỉ còn những cái con lứa lứa như vậy thôi. Còn những con non á, ở trong mùa nó mới có nhiều các bạn, giờ nó chỉ không có nhiều những cái con non đâu. Các bạn còn nhớ là, quay cho các bạn coi những cái hình ảnh nè. Các bạn còn nhớ ở trên cái đìa này không? Bây giờ mình thay đổi nhiều rồi, chắc các bạn không nhận ra đâu. Những bạn nào mà quan tâm về con la le á, mà coi những cái video mình những năm trước á, thì các bạn sẽ thấy quen thuộc với cái đìa thế này, cái ao thế này. 200 mét vuông, mình nuôi khởi nghiệp 10 cặp le le, là 20 con la le đó, trong cái đìa 200 mét vuông thế này. Năm đầu tiên nuôi cũng lên bờ xuống ruộng, rồi đến năm thứ hai mình mới có số lượng, và năm thứ hai mình chưa có ra được thị trường các bạn, tại vì lúc đó mình còn tăng đàn, mình còn nuôi tăng đàn, và tới năm thứ ba bắt đầu mới giới thiệu với các bạn, rồi mới chia sẻ con giống cho bà con. Bắt đầu năm thứ ba bắt đầu mình mới tăng đàn lên và mình đưa ra thị trường con la le. Thì bên mình hiện tại là cung cấp le le giống và le le thịt cho ra thị trường đó, với số lượng thì các bạn biết là từ 20 con le le sau 7-8 năm khởi nghiệp, bây giờ nó ra rất là nhiều. Mỗi năm mình sản xuất ra mấy ngàn con la le đó các bạn, mỗi năm bên trại nuôi sinh sản ra mấy ngàn con la le. Nếu mà mình không cung cấp ra thị trường có nghĩa là bây giờ là le le nó rất là nhiều luôn, rất là đông luôn đó. Thì cho các bạn coi những cái hình ảnh những cái thay đổi trong 8 năm qua. Cái đìa nuôi le le của mình bây giờ là mình sử dụng cái mặt ở trên để nuôi chồn, làm cái chạy chồn, không nuôi le le ở trong đây nữa, tại vì 200 mét vuông nó nhỏ bé so với cái bầy le le của mình quá, nó không đủ diện tích để nó sinh sản, chặt hẹp quá. Rồi mình mới triển khai ra ngoài ruộng đây, triển khai ra ngoài phía ngoài ruộng ngoài này đó. Ra ruộng phía ngoài ruộng ngoài này để nuôi le le sinh sản nè. Ở những video trước mình chia sẻ cho các bạn rất nhiều rồi đó. Này thì chỉ những cái hình ảnh mình nhắc lại, mình tổng kết lại những cái gì mình làm thôi. Ngoài những cái trại lớn ra thì có những cái trại nhỏ nhỏ để mình chứa la le nè, rồi trại kho, trại ấp trứng la le, rồi nuôi chích nữa. Nói chung là còn dài vòng vòng những cái trại nhỏ 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 phía trong nhà nữa các bạn đó. Ra ngoài ruộng quay cho các bạn coi những hình ảnh ở ngoài ruộng. Đây la le tụ tập vô đây hết rồi, cuối mùa sinh sản nó tụ tập thành bầy, nó vô đây, tới mùa nó là nó sẽ bắt cặp, nó đi đẻ lại. Đây đây đi đó, cái trại la le sinh sản của mình đây. Giờ mênh mông biển nước rồi, tháng này là cái tháng mưa nhiều, nước lên ở vùng mình thành ra nước nó cao lắm, mình chưa có xả lúa vô được, lại nước nó vơi đi, nó cạn đi, bắt đầu mình mới bơm ra mình xả lúa vô. Ở ngoài kia đó mình bao lại mình xả lúa, ở ngoài kia đó, ở ngoài kia có một cái mẫu ngoài đó nữa,
Thì đã le nó từ ở trong vườn nhà mình nó đi ra ngoài đó nó đẻ trong những bụi cỏ này kia đó. Khi nước nó vơi mình sẽ xả lúa, mình kết hợp với nuôi đa le. Còn phía dưới đây mình nuôi cá gô nè. Ở video hôm trước á, mình có quay mình chia sẻ nuôi cá gô. Cá gô bữa nay nó cũng to lắm rồi, nhưng mà nước đục quá mình nhìn không thấy. Khi nào mà nước nó tốt thì mình thay lại mình chia sẻ cho các bạn nha. Đó là le nó tụ tập vô những cái đám này đó. Bây giờ là cuối mùa nó gom bầy lại. Tới mùa sinh sản nó sẽ tách riêng ra từng cặp. Có lẽ là như vậy. Còn đây là những cái trại nhỏ nhỏ của mình đây nè, những cái trại chứa. Đó. Trại chứa giống là nuôi con giống để cho bà con á, để sắp xếp lại ngày tháng nè, mỗi ô vậy là mỗi ngày tháng nó riêng với nhau. Đây. Rồi quay sơ sơ cho các bạn coi những hình ảnh những cái thay đổi của mình, của trại mình trong những năm qua. Đây là những trại chích, những trại nhỏ nhỏ cũng đây. Ở trong nhà, trại ương. Rồi. Trại này nuôi chích tơ, chích tách cặp. Chích tơ, chích tách cặp. Thì những cái kho chứa những cái chuồng tròn cũ nè. Những cái chuồng tròn này nó không thích hợp cho cái việc mà nuôi tròn ở trên mặt đề nữa, mặt ao nữa. Đó. Rồi chuối. Chuối dự trữ cho tròn ăn. À, bên kia là mình lúa. Lúa dự trữ cho le le ăn. À, giống như là bây giờ cái trại này là thành cái nhà kho. Ngày trước mình nuôi le le ở trong đây nè các bạn. Sau đó mình nuôi tròn trong đây. Và bây giờ không sử dụng nữa, mình để chứa đồ đạc và chứa những thức ăn thôi, thành cái nhà kho rồi. Đó. Thì quay tổng quan cho các bạn coi dòng nữa ha. Bây giờ trong gần 8 năm qua thì mình xây dựng được trại chích nè. Rồi trại la le rộng thêm và trại chồn. Trại chồn ngày xưa thì mình cũng nuôi một vài con thôi, sau này mình phát triển ra cái trại bên đó. Thì ba trại chính, ba cái con vật nuôi chủ lực, ba con vật nuôi chính ở bên trại mình phát triển trong những năm qua. Thì mình cũng cảm ơn YouTube đã kết nối mình với mọi người, với cộng đồng chăn nuôi để mình chia sẻ những cái gì mình biết, cũng như là chia sẻ những cái con vật nuôi của mình với bà con, với những người yêu thích chăn nuôi, những người yêu thích động vật hoang dã đó, để mình kết nối với nhau, để mình biết nhau hơn. Mình cảm ơn YouTube rất là nhiều. À, một cái nút bạc cũng là cái phần thưởng tinh thần để mình có cái tinh thần mình chia sẻ nhiều hơn nữa, mình sáng tạo nhiều cái nội dung hơn và góp phần cho cái công việc chăn nuôi của mình được thuận lợi hơn đó. Thì có thể là video hơi dài rồi, có thể là mình kết thúc cái video ở đây. Rồi sắp tới mình sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái con vật nuôi ở bên trại mình trên kênh YouTube Góc Chăn Nuôi.